Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp tập 3 của tác phẩm truyện rất hay Ký ức một thời ngang dọc của tác giả Lion King Sài Gòn. Tối hôm đó, sau khi đóng cửa quầy thuốc tây, cả nhà chú Ba và tao quây quần bên cái bếp nướng được đặt trên sân thượng. Cái sân thượng này được gia đình chú Ba dùng để trồng những chậu hoa kiểng và đặc biệt dùng để tổ chức những bữa tiệc nướng như thế này. Từ cái sân thượng này có thể phóng tầm mắt ra dòng sông Cổ Chiên, xa xa phía thượng nguồn là cây cầu Mỹ Thuận được thắp đèn sáng choang, nhìn thật là hùng vĩ. Mùi thơm bốc lên từ tôm, mực, bạch tuộc, thịt ba chỉ làm những cái bụng đói ra sức mà chiến đấu. Một thùng bia Tiger ướp lạnh được chia đều cho mọi người. Gió từ sông thổi vào mang theo hơi nước mát lạnh. Bao lâu rồi? Chắc cũng lâu tao mới uống được một bữa vui vẻ như thế này. Tao và con chị Vĩnh Long hôm đó uống hơi nhiều, mỗi đứa cũng 6 lon mà mới ngà ngà. Mọi người còn lại chủ yếu là ăn, uống cũng ít. Hơn 10 giờ tối mọi người cũng đã mệt nên rút từ từ. Đầu tiên là chú Thím Ba, chú Năm, rồi tới lượt con em Vĩnh Long. Chỉ còn tao với con chị Vĩnh Long. Theo thói quen, tao châm tiếp điếu thuốc. Thấy vậy, con chị Vĩnh Long lên tiếng. Tối giờ anh hút 6 điếu rồi, không tốt đâu đó. Tao cười cười, tao hỏi Vĩnh Long. Lo nữa rồi thôi em nhé. Em uống nổi nữa không? Không uống nổi thì uống chìm, sợ gì anh? Nó cười nhe răng. Mẹ mày xéo sắt rồi ha. Tao cầm lon bia mới khui, bước ra lan can nhìn về hướng cầu Mỹ Thuận. Gió thổi vù vù mát rượi. Con chị Vĩnh Long cũng cầm lon bia bước ra. Nó ực một hớp bia cũng nhìn về hướng cây cầu, nó nói thầm. Đẹp quá hả anh? Tao gật đầu, cầm lon bia ực một hơi. Vĩnh Long lại thì thầm. Sau này anh dự định ra sao? Tao nhíu mày. Có lẽ tại thời điểm này đây là một câu hỏi quá khó với tao. Tao im lặng rồi nhìn Vĩnh Long. Tao đưa lon bia lên nói. Thôi uống đi em. Chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính. Hai lon bia chạm mạnh vào nhau. Rồi mỗi đứa ngửa mặt uống ngửa ngực. Hai tiếng cốp cốp vang lên từ hai lon bia rỗng được vứt xuống cái nền xi măng. Hai tay tao vịn vào lan can. Tao nói. Từ sau khi ly hôn, công việc thất bại, nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc. Đôi khi anh cảm thấy bất lực, muốn gục ngã. Nhưng anh nghĩ anh còn con anh. Anh muốn bắt đầu lại cuộc sống mới, bắt đầu lại từ những con số 0. Cũng giống như em cố gắng mạnh mẽ, cố vùi đầu vào công việc để quên đi những chuyện buồn. Vĩnh Long lại ngắt lời tao. Không phải anh mới vừa nói chuyện của ngày mai để ngày mai tính sao, em muốn uống nữa. Vừa nói, nó vừa định quay bước vào lấy thêm bia, nhưng có lẽ nó say nên loạng choạng té xuống. Tao thấy vậy vội bước tới đưa tay kéo nó đứng dậy. Mẹ, nó nắm tay tao để lấy đà đứng lên, nhưng do lực kéo của nó mạnh quá lại đang ngà ngà nên tao bị nó kéo ngã xuống luôn. Trong tích tắc tao ngã nằm đè lên nó. Không hiểu sao lúc đó hai ánh mắt chạm nhau chết lặng. Tao nghĩ lúc đó là hình như khoảng không gian và thời gian ngừng lại, mà tao và mặt Vĩnh Long chỉ cách nhau có vài centimet. Tao cảm nhận rõ rệt hơi thở gấp gáp của Vĩnh Long phà vào mặt tao. Bỗng môi tao và môi Vĩnh Long từ từ dính chặt vào nhau. Tao không biết lúc đó ai là người chủ động, nhưng điều đó không quan trọng. Khi giờ đây hai đôi môi như quấn chặt vào nhau, tiếng thở ngày càng gấp gáp, hai cái cơ thể như mềm ra theo từng nhịp đập thình thịch của hai con tim đồng nhịp. Bỗng nhiên, tao buông tay ra khỏi người Vĩnh Long, vội vàng đứng lên. Vĩnh Long hơi ngạc nhiên trước thái độ của tao. Nó nhìn tao đăm đăm rồi hỏi. Anh chê em à? Chắc anh không thích em. Tao vội nói. Không phải vậy đâu em. Đừng hiểu lầm anh, nhưng anh không muốn giữa anh và em đi quá giới hạn. Và anh nghĩ em cũng có cùng suy nghĩ như anh. Anh thì chưa thể quên được hình ảnh của vợ anh, và em cũng vậy. Em vẫn còn hình bóng của người bạn đã khuất của em. Nếu như mình đi quá giới hạn, chẳng lẽ em lại là người đóng thế, và anh cũng ngược lại. Tao lại khom người xuống kéo Vĩnh Long đứng dậy. Vĩnh Long lại khóc, hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi má của em. Tao bước lại ôm em vào lòng, mùi hương toát ra từ mái tóc của em thoang thoảng. Tao lại nói tiếp. Thật sự bây giờ anh chưa thể yêu thêm một người con gái nào nữa. Anh sợ lại phải bắt đầu lại một mối tình. Nếu thật sự yêu nhau thì mình sẽ là của nhau. Anh không muốn như kiểu bây giờ đến với nhau trong đam mê xác thịt một khoảnh khắc rồi thôi. Em hiểu ý anh chứ? Vĩnh Long ngước nhìn tao, em nở một nụ cười. Cảm ơn anh. Em nghĩ ba mẹ và em không nhìn nhầm người. Má, nó nói vậy là có ý gì? Thôi tao cũng đếch quan tâm. Thật ra tao không muốn có thêm rắc rối. Tao lọ mọ về cái phòng mà gia đình chúng ba đã chuẩn bị sẵn. Đêm đó có lẽ vì say nên tao làm một giấc thẳng cẳng không mộng mị.
Ngày hôm sau, tao lòng vòng quanh thành phố cùng với con chị Vĩnh Long. Rồi tao nhận được điện thoại thằng chủ xe, nó kêu tao sáng mai đem đồ qua chỗ mới. Vậy là chiều đó tao phải đặt vé xe về lại Sài Gòn. Gia đình chú ba tiễn tao ra xe, chị em Vĩnh Long hẹn tao vài bữa nữa lên nhận nhà. Lúc tao lên xe, tao cảm thấy có một ánh mắt buồn buồn đang dõi theo tao. Ánh mắt ấy chính là của con chị Vĩnh Long. Chiếc xe 16 chỗ lăn bánh, rời đi hướng về lại Sài Gòn, bỏ lại sau lưng cái thành phố nhỏ dần xa. Về đến Sài Gòn lúc 6 giờ 30 tối, cảm thấy cũng lâu không gặp con trai của tao. Tao móc điện thoại bấm số vợ tao, không thấy trả lời. Tao vội vẫy xe ôm. Điểm đến là nhà vợ tao ở quận 3. Bước xuống xe, tao trả tiền rồi bước lên lề đường. Nhà vợ tao cũng là một căn nhà trong cư xá Đô Thành, nằm phía sau bệnh viện Bình Dân. Thấy đèn trong nhà sáng, tao bấm chuông, hơi hồi hộp. Mở cửa cho tao là cô giúp việc. Thì ra gia đình vợ tao đã đi du lịch Nha Trang. Buồn bã, tao chào cô giúp việc rồi bước đi. Vừa đi được vài bước, tao nghe tiếng nhạc thiếu nhi phát ra từ một nhà gần đó. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Tao lặng lẽ nhìn vào ngôi nhà phát ra tiếng nhạc, một đứa bé Bibo hát theo nhạc, bên cạnh là ba mẹ nó đang vỗ tay theo từng nhịp. Mẹ, những điều đơn giản như vậy, sao đối với tao ngay lúc này thấy như thật xa vời, như thể tao không thể nào có được. Mắt tao cay cay như muốn nhòe đi. Lúc này, dưới ánh đèn đường, có một thằng đeo cái ba lô bước đi. Cái bóng dài loằng ngoằng của nó in trên con đường vắng. Xung quanh đó, những gia đình đang chuẩn bị quây quần bên bữa cơm tối ấm áp. Sáng hôm sau, hơn 7 giờ là tao đã có mặt tại địa điểm mới mà thằng chủ xe đã thuê được. Đó là một căn nhà 2 tầng ở khu Bắc Hải. Đối diện căn nhà có một bãi giữ xe ô tô nhỏ và 3 chiếc xe cứu thương được đậu chễnh chệ bên bãi giữ xe. Căn nhà thì để ở, tụi tao được dành hẳn một cái phòng rộng với toilet riêng trong phòng, có cả điều hòa. Phòng kế bên là của vợ chồng thằng chủ xe, tầng dưới là phòng dành cho ba mẹ của nó. Còn phòng cuối cùng tầng dưới là của con em gái thằng chủ xe. Khi tao đã qua tới, thì thấy thằng chủ xe, thằng Nha Trang và một thằng nữa mà qua giới thiệu, tao biết đó là thằng Bến Tre. Nó bằng tuổi thằng Nha Trang, da vẻ cũng lanh chanh trách. Tụi nó bày ra cái bàn trước nhà ngồi uống cà phê sáng. Tao vội lên cất đồ rồi xuống ngồi làm ly cà phê cho tỉnh táo. Sau vài câu khách sáo làm quen, thì tụi tao cũng quen dần, không giữ khoảng cách với nhau nhiều. Lúc này, từ trong phòng dưới tầng 1 bước ra một đứa con gái trạc tầm 22, 23 tuổi. Nó mặc cái áo sơ mi trắng kèm theo chiếc váy ngang đùi. Trên cổ nó đeo một tấm thẻ nhân viên có logo của công ty tài chính một thành viên Việt Nam Thịnh Vượng FE Credit. Thằng chủ xe giới thiệu tao là người mới, sẽ ở đây để làm. Nó chỉ gật đầu chào rồi dắt xe máy phóng đi. Má, thái độ con này ra vẻ khinh người ta. Tao gọi nó là con FE. Hỏi thằng chủ xe thì biết nó là em ruột thằng chủ xe, nó 22 tuổi. Tao nhìn thấy già vãi. Nó đang làm bên khâu nhắc nợ của công ty tài chính FE Credit ở bên Cộng Hòa, Tân Bình. Đậu xanh rau má nó, kiểu cách của nó tao tưởng nó làm bên ngân hàng nhà nước không chứ. Mới sáng sớm gặp con Sàm, cái thứ gì đích phải thứ bảy chủ nhật. Thằng chủ xe nói, hôm nay thằng Nha Trang trực tua đầu, ta vẫn đi theo thằng Nha Trang, tua sau thì thằng Bến Tre, cứ vậy mà luân phiên chạy. Nếu tao đã quen rồi thì 2-3 ngày tới tao ra xe luôn. Má thấy háo hức ghê, hình như cái cảm giác sợ hãi đã biến khỏi trong tao hơn 70%. Mong là có liền, điện thoại thằng chủ xe vang lên. Sau một lúc nói chuyện nó quay qua nói với thằng Nha Trang. Chạy hòm Tám Quang, Bình Dương nha, Nha Trang, đi Cà Mau, chạy thẳng đến nhà xác Dĩ An luôn. Thằng Nha Trang móc điện thoại ra, lưu số điện thoại cần liên hệ, rồi tụi ta bước qua bãi xe, kiểm tra xe cộ đâu đó xong xuôi thì lên đường thẳng tiến hướng thị xã Dĩ An, Bình Dương. Sau khoảng 30 phút thì tụi tao đã có mặt trước cửa bệnh viện Dĩ An. Nói chuyện với khứa bảo vệ xong, tụi tao cho xe chạy vào con đường nhỏ trong khuôn viên bệnh viện dẫn vào nhà xác. Quay đầu và lùi đít xe vào gần cánh cổng nhà xác, tao và thằng Nha Trang bước xuống, mở cốp xe. Nó không kéo băng ca xuống như mọi khi, mà nó lôi ra hai cọng dây. Tiếp theo, nó mở mấy cái chốt cố định băng ca, rồi dựng đứng băng ca theo chiều ngang, ép sát vào thành xe, rồi dùng dây khéo léo luồn vào, cột chặt cái băng ca nép sát thành xe theo chiều dài. Nó nói, bữa nay mình chở quan nha anh. Chỗ chạy hòm họ nhận xác, bán hòm, giờ bán kèo cho mình vận chuyển về quê. Giờ thì tao đã hiểu. Ngoài chở xác còn có thêm món chở quan tài. Có tiếng khóc thất thanh của một người phụ nữ vang lên trong nhà xác. Tiếp theo là người đàn ông dìu chị ta ra ngồi ở ghế đá. Chị nấc lên từng tiếng. Ê, mà hình như chị ta có bầu. Tao thấy cái bụng nhô ra hơi to to. Liếc vào trong,
tao thấy đám đạo tì đang lôi côi khiêng cái xác được bọc mấy lớp ni lông bỏ vào cái quan tài đã để sẵn trước đó. Vậy là đang niệm. Thằng Nha Trang lân la lại chỗ mấy người đàn ông đang đứng, chắc là người của cái nhà xác trong kia. Nó hỏi, nam hay nữ vậy chú? Ông kia hơi ngạc nhiên hỏi lại, hỏi chi vậy mày? Thằng Nha Trang điềm đạm nói, để biết chút cho quan lên xe, con khấn phù hộ cho xe mình đi đến nơi về đến chốn đó chú ơi. Giờ thì mấy cha kia mới biết tụi tao là tài xế của chiếc xe cứu thương năng động. Ông kia trả lời, nam con ơi, bị tai nạn giao thông hồi khuya. Chút xong rồi, con trở ra chỗ tai nạn hồi hôm để thầy rước vong nó về theo gia đình. Ai, kia là con vợ nó, tội nghiệp, đang bầu bì mà nó gặp chuyện như vậy. Ông chỉ tay hướng về chỗ chị gái lúc nãy. Mẹ, vậy là chắc chắn sắp sửa có một đứa trẻ chào đời mà không thấy được mặt ba nó rồi. Tội nghiệp quá. Sau khi khâm liệm xong và đóng nắp quan tài, chiếc quan tài được mấy ông đạo tì khiêng để lên xe của tụi tao. Đi trước là bà chị lúc nãy. Hai tay chị bưng cái lư hương có mấy nén nhang đang cháy cắm trên đó. Chị vẫn khóc nức nở. Lòng tao như thắt lại. Cái chết vì tai nạn giao thông, nó bất ngờ lắm. Mới thấy đó, rồi mất đó. Nó để lại nỗi đau và sự kinh hoàng cho những người ở lại. Chiếc xe tụi tao từ từ lăn bánh, chở theo cái quan tài lạnh lẽo với cái lư hương cắm vài cây nhang được cố định trên nắp quan tài bằng băng keo hai mặt. Người vợ, hai người đàn ông là người nhà của người xấu số thằng ra cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn để quay lại hiện trường vụ tai nạn giao thông chết người ngay tối hôm qua. Đến nơi, đã thấy người bên trại hòm một ông thầy tụng đợi sẵn. Đó là ngay một cái ngã năm có cái vòng xoáy ở giữa. Ta đậu xe sát lề đường gần chỗ vòng xoay. Chị vợ được một người đàn ông che cái rủ đen, tay cầm cái lư hương tiến lại chỗ ông thầy tụng đang đứng. Dưới chân chỗ ông đứng có chi chít vết sơn xịt, vẽ hiện trường của bên cảnh sát giao thông và có cả những vết máu đã khô, chuyển sang màu sậm, kéo dài cả một đoạn ngắn. Trong lúc chờ ông thầy tụng niệm, ta và thằng Nha Trang kiếm một gốc cây tránh nắng và hút thuốc. Trời nóng, tao nghĩ thầm, có thể vong hồn của xấu số còn quanh quẩn xung quanh đây, biết đâu lại đứng cạnh tao và thằng Nha Trang. Mà nghĩ tới đây là lại lạnh sống lưng. Khoảng 15 phút sau nghi thức rước vong cũng xong, mọi người lên lại xe, thằng hướng Cà Mau. Mà hôm qua Vĩnh Long hôm nay lại Cà Mau, vừa chuẩn bị vào cao tốc Trung Lương, thằng Nha Trang tấp xe vào lề, nó ghé mua mấy lon bò húc và nước suối, sẵn cho mấy người kia xuống mua nước uống và đi vệ sinh. Nó nháy mắt với tao. Anh qua lái nha, em nằm nghỉ chút. Dĩ nhiên là tao đồng ý, và xe tiếp tục chuyển bánh, mà lần này tao cầm lái. Chạy trong cao tốc thì dễ rồi, chắc thằng Nha Trang muốn cho tao 60 cây số trên cao tốc để làm quen xe. Nói thêm về kỹ năng lái xe của tao, năm 2003, chắc tụi mày có nghe về vụ công an bắt đua xe ở ngã tư Hàng Xanh, mà trong đó có Cường Đô La, một thằng chơi xe có tiếng từ đó đến giờ. Lúc đó còn đi học nhưng thần tượng anh Cường lắm nha, ước mơ được cầm lái một chiếc ô tô mà vút ga. Sau khi tốt nghiệp 12, tao đăng ký học lái xe ô tô liền. Và ngày tao cầm bằng lái ô tô trên tay cũng là ngày tao đập hộp con Toyota Vios đời 2008, món quà của mẹ tao ở Thụy Sĩ. Cảm giác lúc đó sướng như lên mây. Chạy từ từ rồi chạy nhanh nhanh, chạy giết cũng cứng tay lái. Rồi những cuộc đua ở Nguyễn Văn Linh, Cát Lái, Nhân Trạch, Sài Gòn, Vũng Tàu, Sài Gòn Đà Lạt, bằng ô tô đều có mặt tao tham gia. Thời đó còn ít xe, với được ông bà tổ tiên phù hộ mà còn sống đến giờ này, mà ngồi viết truyện cho tụi mày xem đó. Tao làm quen với chiếc xe cấp cứu khoảng chừng hơn chục cây số đã quen xe. Biết được vào vòng tua xe, đi ngọt, không bị giật sốc. Thằng Nha Trang mới lúc đầu còn nhìn tao chạy. Lúc sau nó thấy tao chạy êm xe, ga số hợp lý nên chắc yên tâm. Nó dựa vào ghế phụ mà ngủ ngon lành. Ra khỏi cao tốc, tao mở còi hú để đi cho nhanh. Mẹ cũng trẻ ra trẻ vào, mứt rượt. Tao làm một mạch về tới huyện Cái Nước, Cà Mau. Lúc đó hơn 5:30 chiều, khoảng cách 340 cây số. Về tới đó đã thấy người nhà đợi sẵn trên mấy chiếc tắc ráng, là một loại phương tiện thủy tốc độ cao phổ biến ở Cà Mau. Vậy là chuyển cái quan tài xuống một chuyến tắc ráng. Tao nghe người nhà nói phải chạy thêm 30 phút nữa mới tới nhà. Thu tiền cước vận chuyển xong, tao nhìn cái quan tài đang được đặt trên chiếc tắc ráng mà thầm khấn. Em đã đưa anh về tới quê nhà, mong anh yên nghỉ, phù hộ cho xe em vạn dặm bình an. Tao đứng nhìn chiếc tắc ráng từ từ rẽ nước chạy ra xa, thấy thương cảm cho một kiếp người đã nằm xuống, bôn ba tìm sinh kế nơi đất khách quê người, giờ trở về quê hương lại là một cái xác không hồn nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo. Tao quay xe và đạp ga hướng về lại Sài Gòn. Vậy đó, coi như đây là chuyến xe đầu tiên tao đã chạy.
bắt đầu những năm tháng gắn bó với cái nghề lái xe cứu thương này. Ta vẫn cầm lái trên đoạn đường về, nhưng tao không mở còi hú và chạy đúng tốc độ, chỉ mở cái đèn chớp vì thằng Nha Trang nói lúc đi trên xe có bệnh hay có xác, chạy sao cũng được, nhưng chuyến về nếu không có gì trên xe mà dính tốc độ hay mở còi hú ưu tiên là bỏ mẹ với đám giao thông. Mà nghiệp vụ của tụi cảnh sát giao thông cũng hay, nó luôn biết lúc nào xe máy có chở bệnh, lúc nào không có. Cũng được, vì chuyến đi thì căng thẳng, căng mắt ra, chạy, thì chuyến về chạy tà tà cho khỏe người. Thằng Nha Trang mồi cho ta một điếu thuốc, nó cũng mồi một điếu cho nó rồi nói. Em thích nhất lúc này, chạy tàng tàng, ngắm chỗ này chỗ kia, chút về tới thành phố Cà Mau, kiếm gì bỏ bụng anh ơi, sáng giờ quan mẹ gì đâu. Tao giật mình nhớ ra, lúc sáng tới giờ, tao chỉ quan duy nhất một ổ bánh mì lúc sáng sớm. Cái nghề tụi tao là vậy đó, có khi chạy từ Nam ra Bắc chỉ dừng lại đi vệ sinh, hoặc đổi tài vì người nhà muốn đưa gấp người xấu xố về quê nhà. Có thể là cho kịp giờ tốt để khâm liệm, nhưng nói chung là về càng sớm càng tốt. Và tụi tao luôn thủ sẵn bánh mì ngọt, bánh ngọt để lót dạ ngay trong lúc lái xe. Và đặc biệt thứ không thể thiếu đó là nước tăng lực bò húc, cà phê lon hay cà phê sữa lon, khăn lạnh được tụi tao ướp lạnh trong thùng đá để trên xe để chống lại những cơn buồn ngủ mệt mỏi khi rong ruổi qua những nẻo đường xa. Về tới Sài Gòn cũng hơn 12 giờ khuya, xe thằng Bến Tre đã đi rồi vì không thấy ở bãi xe. Hai thằng hì hục dọn dẹp vệ sinh chiếc xe sạch sẽ, kiểm tra nhớt, dầu thắng, các kiểu. Tụi ta phải luôn đảm bảo chiếc xe phải luôn trong trạng thái tốt để sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào. Tắm rửa xong xuôi thì cũng hơn 1 giờ sáng. Cố gắng nhắm mắt để vào giấc ngủ. Cái nghề này là vậy đó. Giờ giấc bất chợt nên cứ đi về là phải tranh thủ ngủ. Giấc ngủ đối với tụi tao rất là quan trọng. Tụi tao thường nói vui là nghề chạy xe cấp cứu của tụi tao không thiếu thứ gì, chỉ thiếu ngủ. Mẹ, đúng thật. Sáng hôm sau mới hơn 6 giờ thì điện thoại thằng Nha Trang vang lên. Lại đi sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, điểm đến là bệnh viện Nhi Đồng 1 ở Lý Thái Tổ. Đến nơi, thằng Nha Trang móc điện thoại cho thằng chủ xe. Nó kêu đợi khoảng 15 phút, đang làm thủ tục. Vậy là tranh thủ kiếm đồ ăn lót dạ và cà phê cà pháo cho tỉnh táo. Khoảng 20 phút sau, thằng chủ xe kêu tụi tao chạy thẳng vào khuôn viên bệnh viện ở cổng Sư Vạn Hạnh. Xe vừa chạy vào đã thấy một em y tá cùng với người nhà đứng đợi bên chiếc băng ca. Tụi tao lôi xe vào cho thuận tiện lên xuống, bước xuống xe, đi về cuối xe để mở cốp. Tao sững người nhìn về phía em y tá. Đập vào mắt tao là một người con gái cao tầm 1m6, chắc tầm 23-24 tuổi. Em mặc bộ váy trắng liền thân, em mang cái khẩu trang y tế, nổi bật với đôi mắt to tròn, đen lay láy, gật đầu chào tụi tao. Em y tá lên tiếng. Mấy anh mở oxy liền giúp em nhé, bé cần oxy. Mà lúc này tao với thằng Nha Trang vội vã kéo lùa cái cửa hông xe, lúi húi mở van oxy. Thằng Nha Trang mở cốp trên táp lô lấy ra một cái đồng hồ oxy. Nó lấy chai nước suối đổ đầy bình nhựa của cái đồng hồ đó, xong nó gắn vào bình oxy, nó mở van, nước trong bình nhựa sủi tăm nhẹ nhẹ. Em y tế bước tới kiểm tra van và điều chỉnh thông số trên cái đồng hồ. Tao thấy em thao tác một cách chuyên nghiệp, nhìn em lúc này tao thấy giống những thiên thần áo trắng trong cái phim nào đó mà tao đã coi. Kiểm tra xong xuôi, em bước lại chỗ băng ca. Trên đó là một em bé, tao nghĩ chắc được hơn 5-6 tháng tuổi. Tao thấy trên tay nó còn quấn hai miếng băng dính, còn loang một ít máu. Mắt nó nhắm, nhưng lâu lâu lại mở ra, chớp chớp một cách đờ đẫn. Có một sợi dây thở oxy trong suốt nhỏ được đặt ngang mũi nó, được nối từ một chiếc bình oxy nhỏ đặt bên cạnh. Tao nghĩ thầm, đứa bé nằm thở oxy như vậy, thì chắc bệnh viện trả về rồi. Em y tá gỡ cái dây thở nối với bình oxy nhỏ, em vội vã bồng đứa bé lên và bước lên xe, đặt đứa bé nằm lên cái băng ca trong chiếc xe. Tiếp theo em lại nối cái dây thở vào cái đồng hồ oxy. Em cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa các thông số trên đồng hồ. Em bước xuống xe, tiến đến, nói với một người đàn ông và một người phụ nữ đang lôi côi để mấy cái túi xách đã bạc màu lên xe, chắc là hai vợ chồng. Em đã gắn oxy cho bé rồi. Về tới nhà, nếu anh chị muốn để bé đi, thì khỏi cần oxy nữa. Còn nếu muốn cho bé ở lại thêm với gia đình, thì mình nên thuê một bình oxy để sẵn ở nhà. Khi nào muốn cho bé đi, thì chỉ việc rút ống. Tiếng của em nhẹ nhàng đều đều, nhưng tao nghe thấy chua xót trong lòng. Một sinh mạng nhỏ nhắn lại sắp phải ra đi mãi mãi. Hai vợ chồng lúc này vừa rơm rớm nước mắt, người chồng cất tiếng nói với giọng miền Bắc. Chúng tôi cảm ơn mấy bác sĩ nhiều lắm. Tao thấy ánh mắt của em y tá hơi đỏ, chắc em đang xúc động. Chào nhau vài câu thì cặp vợ chồng lên xe.
Tao với tay chào tạm biệt cô em y tá. Chắc cả hai đều không biết mặt nhau vì tao và em y tá đều mang khẩu trang y tế. Tao đâu biết rằng đây là lần gặp gỡ đầu tiên với em và cũng là cuộc gặp gỡ định mệnh nảy sinh biết bao rắc rối sau này cho tao. Ngồi vào ghế tài, tao nổ máy xe. Hôm nay tao lại lái tiếp. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng bệnh viện, hòa vào dòng người và xe cộ đông đúc đang chen chúc nhau vào buổi sáng để kịp giờ làm. Điểm đến của tụi tao là huyện Chư Prong, tỉnh Gia Rai, một trong năm tỉnh thuộc vùng đất Đại Ngàn Tây Nguyên. Xe chạy được một lúc, tao quay sang hỏi thằng Nha Trang. Cô em y tá đó nghe quen không Nha Trang? Thằng Nha Trang cười rồi nói, y tá đâu mà y tá anh, em đó là điều dưỡng thôi. Vậy tao tưởng y tá, kệ mẹ điều dưỡng hay là y tá cũng vậy, và tao sẽ gọi em là em điều dưỡng. Chạy ra đến ngã tư Sở Sao, Bình Dương, theo thói quen, tao tấp xe vào một quán nước để mua bò húc và nước suối, cũng để cho người nhà đứa bé xuống mua nước uống và vệ sinh. Hút vội điếu thuốc, tao khẽ nhìn vào trong xe. Trên chiếc băng ca, đứa bé vẫn nằm đó, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tội nghiệp bé, không biết chính xác được bao nhiêu tháng tuổi đã bệnh tật như vậy, mới đi có mấy chuyến. Sao tao cảm thấy cuộc sống này vô thường quá, sống đó rồi chết đó. Chẳng thể nào nói trước được điều gì hết. Có thể nói mỗi chuyến xe tao chạy đều là mang trên đó một câu chuyện buồn của một kiếp người đã nằm xuống hay đang chuẩn bị nằm xuống vĩnh viễn. Lên xe đi tiếp, qua vài câu chuyện, ta biết được cặp vợ chồng hơn 30 tuổi, đây là đứa con trai đầu lòng của họ. Nhưng từ khi sinh ra, thời gian nó nằm ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, đứa bé bị bệnh bạch cầu, nói theo dân gian là bệnh máu trắng. Một bệnh cũng có thể coi là thuộc nhóm ung thư. Họ bán gần hết mấy dãy tiêu, cà phê để hy vọng cứu nó thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Nhưng cho đến bây giờ, dường như họ phải bất lực nhìn nó sắp sửa rời xa vòng tay của họ mãi mãi. Cuộc đời vốn dĩ như vậy. Nó không công bằng với ai cả. Người thì cố gắng đến kiệt quệ để mong con mình được sống. Nhưng có người mới sinh con ra, đã tàn nhẫn bỏ nó ở bãi rác, mặc cho kiến bu rồi đậu, nhà vệ sinh, thậm chí là bỏ xuống sông. Tao thở dài ngán ngẩm. Vì quốc lộ 14 thời điểm đang sửa chữa chưa hoàn thiện, nên có khúc thì chạy bon bon, có khúc phải bò chậm chậm, chứ không như bây giờ được mệnh danh là cung đường đẹp nhất Tây Nguyên. Hơn 6 giờ tối, xe tụi tao mới tới nơi, chạy liên tục hơn 10 tiếng với gần 500 cây số. Lúc bước xuống xe, hai chân tao đứng không muốn vững. Tao thấy nhiều người bước ra từ căn nhà vách gỗ đã cũ màu theo thời gian. Họ tiến ra chiếc xe trong lúc tụi tao mở cốp xe sau. Bất chợt như nhớ ra, tao vội hỏi. Anh chị có chuẩn bị bình oxy chưa? Người chồng giọng trầm buồn pha lẫn tiếng khóc sụt sùi của người vợ lên tiếng. Chắc anh cho nó ra đi luôn. Cho em nó giải thoát, không bị những cơn đau hành hạ nữa. Tao buồn bã nói tiếp. Vậy anh chị chuẩn bị bồng cháu nó vô nhà, em sẽ ngắt van oxy. Tao bước lên xe, nhìn thằng bé. Mắt nó vẫn nhắm nghiền, nhưng bỗng chốc, tao thấy nó mở mắt ra, nhưng vẫn với đôi mắt đờ đẫn, nó nhìn tao. Lúc đó, tao lấy tay xoa đầu và thầm nói nhỏ với nó. Chú đưa con về tới nhà con rồi, cố gắng lên con. Bất chợt thằng bé chợt hé miệng nở một nụ cười. Cho đến bây giờ, tao vẫn nhớ như in trong đầu nụ cười của nó lúc đó. Chắc bây giờ, thằng bé đã ở một cõi nào đó, mà ở đó, nó không còn những cơn đau hành hạ nó nữa. Tao khóa cái van của bình oxy, nhanh chóng lấy cái mớ dây nhợ trên người thằng bé, rồi ra hiệu cho ba mẹ nó bồng nó vào nhà. Tao ngồi thẫn thờ nhìn theo nó. Vừa vào đến nhà chừng 5 phút, tao nghe nhiều tiếng khóc to và cả những tiếng gào lớn của mẹ thằng bé. Để cho thằng Nha Trang vào nhà thu tiền cước vận chuyển, tao nhảy lên ghế phụ, bật chốt cho cái ghế ngả ra sau tao nửa ngồi nửa nằm, dựa vào thành ghế, đốt một điếu thuốc, thả khói lơ lửng, nhìn xa xăm, chẳng mang quay đầu xe. Giọt nước mắt tao lặng lẽ rơi. Thằng bé còn nhỏ quá, nó chưa kịp cảm nhận hết được cái tình thương ấm áp của ba mẹ người thân, chưa kịp biết hết được những món đồ chơi, còn nhiều cái chưa kịp với nó quá. Thằng Nha Trang bước ra, nó ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng của tao, nó bước đến an ủi tao. Từ từ rồi cũng dần quen thôi anh, làm cái nghề như anh em mình, từ từ rồi cũng chai sạn cảm xúc thôi anh. Tao cười nhẹ, tao nghĩ chắc có lẽ tao hơi đa cảm chăng. Thằng Nha Trang vội nhảy lên ghế tài, nó nổ máy rồi quay xe, bỏ lại sau lưng ngôi nhà với những tiếng than khóc trong đêm vắng.
Và trong ngôi nhà đó, có một thiên thần nhỏ đang nằm đó, bỏ lại trần thế những cơn đau hành hạ mỗi ngày. Yên nghỉ nha con. Chú không bao giờ quên nụ cười của con, nhóc à. Về tới Sài Gòn cũng là lúc ánh bình minh vừa ló dạng nơi chân trời. Mẹ, sau một đêm thay phiên nhau chạy, thằng này chạy thì thằng kia ngủ. Cuối cùng hai thằng vẫn lết được về tới Sài Gòn. Vệ sinh xe cộ, tắm rửa xong xuôi cho tỉnh táo, thì thằng chủ xe hú tao với cô Nha Trang xuống nhà làm ly cà phê. Hôm nay lại đổ mặt bá quan văn võ. Vừa hớp xong một ngụm cà phê, đang đốt điếu thuốc, thì thằng chủ xe nói với tao. Em nghe thằng cu Nha Trang nó nói về anh rồi. Vậy hôm nay ra ôm xe, chạy một mình nha anh Tê. Tao hơi bất ngờ, tự hỏi trong lòng, làm đếch gì ra ôm xe sớm vậy? Nhưng kệ mẹ, trước sau gì mà không ra chạy một mình. Tao gật đầu với thằng chủ xe. Vậy bữa nay Bến Tre Nha Trang, rồi tới anh Tê, Tài cứ luân phiên như vậy nha. Vậy là hôm đó, như vậy ngày hôm đó, tao bắt đầu ra ôm xe, chạy một mình. Lấy xe máy chạy ra cái chợ Tròm Hồm, tao mua một ít trái cây và nhang đèn, rồi chạy về chỗ chiếc xe tao mới nhận. Tao đặt trái cây vào đĩa, vừa lấy từ trong nhà ra, đặt đĩa trái cây lên cái ghế rồi để trước đầu xe. Tao đốt ba cây nhang rồi khấn vái những người khuất mặt khuất mày, mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho những chuyến xe của tao được bình an vô sự. Sau đó tao kiểm tra thật kỹ chiếc xe, từ vỏ xe đến két nước giải nhiệt, dầu thắng, nhớt máy, đèn còi, tất cả đều tốt, vậy là yên tâm để xông pha ra trận rồi. Lần lượt xe của thằng Bến Tre đi trước, đến trưa thì tới xe của thằng Nha Trang cũng lù lù chạy đi. Tao vừa nằm hồi hộp, chờ tới tài của mình. Chuông điện thoại tao vang lên. Mẹ thầm nghĩ tới tài mình rồi. Nhưng không, đó là số điện thoại của Vĩnh Long. Em điện thoại thông báo cho tao biết là hai chị em của nó đã dọn về nhà tao. Vĩnh Long đang chờ tới ngày tốt để khai trương tiệm thuốc Tây. Em hỏi tao về công việc. Tao khoe với em hôm nay tao ra xe, ôm xe chạy một mình và đang nằm đợi tài. Em động viên tao và chúc tao gặp nhiều may mắn. Tao cũng chúc em khai trương, mua may bán đắt. Tao hứa ngày em khai trương tiệm thuốc, nếu không có chạy xe, tao sẽ qua chơi. Kết thúc cuộc nói chuyện với Vĩnh Long, tao nằm đốt điếu thuốc, rít một hơi, rồi phà ra làn khói trắng bay lơ lửng trên không trung. Tao nhớ tới cái đêm Vĩnh Long, cái vị ngọt đôi môi của em, từng hơi thở của em. Nhưng tao nghĩ, không biết mối quan hệ giữa tao và em sẽ đi về đâu. Tao thương thằng nhóc con tao, tao không muốn nó sau này gặp tao, và bên cạnh tao là một người phụ nữ khác mà không phải là mẹ nó. Tao lại chìm vào giấc ngủ cho đến khi chuông điện thoại tao lại vang lên. Lần này thằng chủ xe gọi. Tao bắt máy. Nhìn đồng hồ lúc này đã 4 giờ 30 chiều. Tao vội vã rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước lên chiếc xe cứu thương, nổ máy và phóng đi. Trong lòng tao dâng lên một cảm xúc hồi hộp của chuyến xe đầu tiên mà chỉ một mình tao sẽ xoay sở mọi chuyện. Và điểm đến lần này của tao là một công trường xây dựng nằm trên đường Trần Đại Nghĩa, huyện Bình Chánh. Chiếc xe tao sau một hồi len lỏi qua các con đường cũng đến được cái công trường này. Trước mặt tao là một khu đất rộng lớn được bao quanh bởi những hàng rào được dựng lên bằng những tấm tôn. Tao cho xe tiến vào cái chỗ chốt bảo vệ, lập tức có một khứa bảo vệ đứng lên, chỉ tay hướng dẫn tao chạy vào trong. Tao thấy những dãy nhà mới được xây xong phần thô và ngổn ngang những giàn giáo, máy trộn xi măng. Và gần đó có một đám đông những công nhân đang đứng xung quanh cái xác đã được phủ một cái mền đã loang lổ vết máu. Cạnh đó là một bó nhang đang nghi ngút khói được cắm xuống đất. Tao lùi xe lại gần chỗ cái xác, mang bộ cái khẩu trang và găng tay vào, tao bước xuống xe, tiến ra sau mở cốp sau, kéo cái băng ca xuống. Lúc này tao thấy còn có hai thằng công an, một thằng đang ghi ghi chép chép, chắc đang lấy lời khai của mấy người công nhân, một thằng đang chụp hình xung quanh chỗ cái xác. Bất chợt có một thằng nhỏ chừng 5-6 tuổi nó chạy đến tao, vừa chạy nó vừa khóc nức nở. Khi tới bên cạnh tao, nó cầm tay tao lắc lắc. Nó nức nở nhìn tao, rồi nói như van xin. Chú ơi, chú, cứu ba con đi chú. Đừng cho ba con chết nha chú. Lúc đó, tao chỉ biết đứng yên như tượng. Chắc nó thấy chiếc xe cấp cứu, nên nghĩ tao là bác sĩ đến cứu ba nó. Một người phụ nữ mặc đồ công nhân xây dựng bước tới kéo nó vào lòng chị ấy. Thằng nhỏ vẫn khóc như mưa. Tao hỏi thằng công an. Xác đem về đâu anh? Nó bình thản trả lời tao. Bình Hưng Hòa em trai. Tao tiến đến cái xác, nhưng chợt nhớ tới thằng nhỏ, tao hướng ánh mắt về phía chị công nhân đang giữ nó rồi nói. Chị dắt bé ra chỗ nào giùm em? Chị công nhân như hiểu ý của tao.
Chị dắt thằng nhỏ ra xa, ra hướng chốt bảo vệ, chắc dụ nó đi mua bánh kẹo cho nó. Tao tiếp tục kéo cái mền ra khỏi người cái xác. Mẹ, đập thẳng vào mắt tao là xác của một người đàn ông nằm sấp. Cái đầu của ông nghiêng sang một bên, ngập ngụa trên vũng máu của mình. Mắt ông vẫn mở trừng trừng, cái tay phải của ông ta gập ra phía sau. Trên người ông ta vẫn còn mặc đồ công nhân xây dựng như những người xung quanh. Tao hơi run run, vì từ lúc đi với thằng Nha Trang đến giờ, có bao giờ gặp mấy cái xác kiểu này bao giờ đâu. Những cái xác trước vì bệnh lý mà tử vong, chứ không máu me nhảy nhụa như cái xác này. Hơn nữa thêm cặp mắt cái xác của người đàn ông cứ mở trừng trừng. Nhưng nếu không làm thì ai làm? Giờ không có thằng Nha Trang bên cạnh rồi, ta phải cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi giống như lần đầu tiên đi lấy xác với thằng cô em Nha Trang. Nhưng lần này, cái nỗi sợ như ở một level khác. Tao suy nghĩ 3 giây rồi lên tiếng hỏi mọi người xung quanh. Có ai là người nhà hay là người thân thiết của chú này không? Bước lại vuốt mắt chú giùm con. Câu nói như ra lệnh của tao khiến nhiều người nhìn nhau. Sau một lúc thì có một chú hơi lớn tuổi, chắc tầm 50-60 tuổi bước tới nói với tao, với giọng hơi run run. Nó còn một đứa con gái nữa, nhưng con nhỏ đi chợ rồi, chú điện thoại không được. Vậy để chú vuốt mắt cho nó. Dù gì chú với nó cũng coi như anh em trong nhà. Tao đứng sang một bên cho chú đó bước tới và ngồi xuống bên cạnh cái xác. Chú run run đặt bàn tay, khẽ vuốt nhẹ mặt cái xác, đôi mắt nhắm lại sau cái vuốt mắt của chú kia. Tao nhẹ nhõm được phần nào, tiếp theo tao nói luôn với chú kia. Chú phụ con khiêng chú này để có băng ca nha chú. Nghe tao nói vậy thì thêm 2 thanh niên cùng với trong bộ đồ công nhân bước tới nói. Để tụi em phụ anh. Vậy ngon rồi. Tao vội lấy cái mền trải lên cái băng ca, sau đó cùng với mấy người kia lật cái xác nằm ngửa. Lúc này máu, cát, đất nó bệt vào mái tóc, khuôn mặt cái xác của người đàn ông đó nhìn thật là nhấp nháp. Tao nghĩ ông ta chắc hơn 40 tuổi. Tao chắp tay xá 3 cái khấn thầm. Tao vẫn chơi bài nắm 2 cái cổ chân, 2 thanh niên giữ 2 bên vai, người đàn ông lớn tuổi thì nắm cái thắt lưng nhấc lên. Cuối cùng thì cái xác đã được đặt ngay ngắn trên cái băng ca. Một người phụ nữ cầm thêm một cái mền ra để cho ta phủ lên cái xác. Tao đẩy cái băng ca vào xe rồi đóng cốp. Tao lớn tiếng hỏi vài người xung quanh. Người nhà lên xe dùng con. Lúc này, người đàn ông và 2 người thanh niên lúc nãy vội bước lên xe, ngồi dãy bên cạnh chiếc băng ca. Người đàn ông đó không quên dặn dò mọi người. Chừng nào con nhỏ nó về thì chở nó vô nhìn mặt ba nó. Tao lên xe nổ máy, tiếng còi hú vang trên đường hướng về phía trung tâm lưu trữ tử thi ở Bình Hưng Hòa. Về tới Bình Hưng Hòa, tao chuyển cái xác qua cái băng ca khác và đưa vào căn phòng cuối cùng để chờ mổ pháp y với sự giúp đỡ của 2 người kia. Gặp ông anh nhận xác, tao gật đầu chào, ông cười rồi nói với theo tao. Anh tưởng mày chạy mất dép rồi chứ. Mẹ anh, lại xéo sắt với thằng em rồi. Xong xuôi, tao tháo bỏ bao tay y tế, vứt vào cái thùng rác gần đó, bước vào nhà vệ sinh, rửa tay, rửa mặt cho tỉnh táo. Khẽ liếc cái đồng hồ, 6:10. Bước ra cái ghế đá, tao thấy người đàn ông lớn tuổi đã ngồi đó. 2 người thanh niên thì cầm điện thoại đi tới đi lui, nói chuyện. Chắc thông báo tình hình cho mọi người ở nhà. Tao hỏi người đàn ông lớn tuổi kia. Chú nằm trong kia bị sao vậy chú? Nó bị té giản giáo xuống đó con. Làm cái nghề thợ hồ như mấy chú hay bị mấy cái vụ này. Trời kêu ai nấy dạ con ơi. Giọng ông ta buồn buồn. Tao rút điếu thuốc mời ông ta. Người đàn ông lớn tuổi trầm lặng rít một hơi thuốc, rồi phả khói ra từ từ. Ai, tội nghiệp nó lắm. Vợ bỏ lại 2 đứa con theo người đàn ông khác. Một mình nó dẫn theo 2 đứa nhỏ từ Đồng Tháp lên đây làm. Thằng nhỏ hồi nãy là đứa út, nó mới hơn 5 tuổi. Suốt ngày cứ luẩn quẩn với ba và chị nó. Đứa con gái lớn thì cũng bỏ học, mới 14-15 tuổi. Nó cũng làm chung với ba nó, nhưng là phụ hộ thôi. Ở công trường ai cũng thương ba cha con nó. Ai, tội nghiệp. Tao im lặng như đồng cảm cùng với những gì người đàn ông kia kể. Ngồi khoảng 15 phút thì tao thấy có 2 ánh đèn xe máy chạy vào. Một chiếc xe máy thì do một anh thanh niên cầm lái. Phía sau là thằng nhỏ lúc chiều ngồi cùng một đứa con gái trạc 14-15 tuổi. Nó cũng mặc bộ đồ công nhân, nhưng hình như bộ đồ hơi to so với cái thân hình nhỏ con của nó. Tay nó vẫn cầm cái giỏ nhựa, bên trong có một ít rau củ và một con gà đã làm sẵn. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên cái gò má sạm nắng của nó.
Xe kia thì có hai người đàn ông trung niên mặc hai bộ đồ công nhân khác với bộ đồ của những người ở đây. Qua cuộc nói chuyện, ta biết hai người đàn ông trung niên kia là em ruột của cái xác nằm trong kia, còn đứa nhỏ và đứa con gái thì là hai đứa con mà nãy giờ ông kia đã kể với tao. Họ tiến vào phòng pháp y để làm thủ tục nhận xác, nhưng sau đó quay ra. Bác sĩ pháp y tiến đến và họ phải đợi. Biết chắc là sẽ có chuyến về Đồng Tháp tối nay, tao vội lết bộ ra ngoài đường lớn để kiếm gì bỏ bụng, bỏ lại phía sau những tiếng khóc của đứa chị gái, tiếng đòi ba của đứa em trai. Ăn xong đĩa cơm bụi, làm thêm một lon bò cụng cho sảng khoái, tao lại vừa đi vừa ngậm điếu thuốc trở vào. Chắc tụi mày đã có đọc những chương trước khi tao giới thiệu về đoạn đường từ ngoài đường lớn vào trung tâm lưu trữ tử thi. Và hôm nay tao đi bộ một mình. Nhìn xung quanh toàn là mồ mả, nhưng ra vào rồi mãi cũng quen. Giờ đếch sợ gặp gì, chỉ sợ gặp may mấy thằng xì ke thôi. Tao vào tới nơi thì đã thấy một chiếc ô tô 7 chỗ Mitsubishi Pajero đời cũ đậu gần xe tao. Đây là xe của bên pháp y. Bước vào thì nhìn thấy mọi người đang ngồi một dãy trên băng ghế đá. Ánh mắt mọi người đang buồn bã, hướng về phía sau căn nhà, nơi có chiếc rèm che hờ hững. Bên trong vang lên những tiếng rè rè của lưỡi cơ y tế đang mở hộp sọ để khám nghiệm của mấy tay pháp y. Bên ngoài, một cái quan tài lạnh lẽo được đặt sẵn để chuẩn bị khâm liệm do mấy tay đạo tì bên trại hòm đem đến. Tao lại leo lên ghế phụ, bật ghế ra sau, cố chập mắt được lúc nào hay lúc đó. Nhưng cơn buồn ngủ chẳng thể đến được với tao. Tao nằm đó, mắt vẫn nhắm, nhưng không thể nào ngủ được. Nằm chắc độ hơn 40 phút, tao nghe chiếc Mitsubishi Pajero đậu gần đó nổ máy chạy đi. Vậy là mổ xong rồi. Giờ đến phần khâm liệm. Tao bước xuống xe, mở cốp xe sau. Tao lấy hai sợi dây, rồi cột cái băng ca cho ép sát vào chiều dài thành xe. Lúc này, xác người đàn ông đã được tắm rửa sạch sẽ bởi mấy người đạo tì và chuẩn bị khâm liệm. Hai chị em, con của người đàn ông xấu số kia, lúc này hình như chị em nó đã kiệt sức vì khóc. Nhưng tụi nó vẫn nức nghẹn lên từng cơn khi bước đến nhìn mặt ba nó lần cuối. Mọi người xung quanh ai cũng im lặng mà nhìn hai chị em nó một cách thương xót. Rồi chiếc nắp quan tài được đóng lại. Vậy là hai chị em nó đã vĩnh viễn mất đi người cha thân thương. Mãi mãi, hai chị em tụi nó nấc lên từng tiếng nghẹn ngào bên cái quan tài lạnh lẽo. Cái lư hương được đặt phía trước quan tài đã được cắm vài nén nhang. Những làn khói la đà quyện vào nhau, tưởng như linh hồn của người cha đang quyến luyến nhìn hai đứa con thơ của mình. Tao lặng lẽ đến thắp cho người đàn ông xấu số một nén nhang. Thắp nhang xong, tao quay ra, thì bỗng thấy cái giỏ nhựa của đứa chị cầm lúc nãy. Tao thấy chua xót. Nếu chiều hôm nay không xảy ra cái tai nạn bất ngờ này, thì có lẽ giờ này ba cha con của nó đã vui vẻ hạnh phúc quây quần bên mâm cơm sau một ngày làm việc vất vả. Chiếc xe tao chậm chậm chạy ra khỏi Bình Hưng Hòa trong đêm, hướng về Đồng Tháp, mang theo hai chị em nó cùng chiếc quan tài lạnh lẽo, hai người em ruột của ba nó, lúc dừng tạm ở một cây xăng bên đường cho mọi người đi vệ sinh. Tao nhìn thấy thằng bé ngồi gục bên cạnh chiếc quan tài của ba nó mà ngủ ngon lành. Chắc nó đang mơ những giấc mơ về ba của nó. Về tới huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp, còn phải qua thêm một chiếc phà nhỏ. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một căn nhà vách lá. Tiếng chó sủa trong đêm vang lên cùng tiếng xì xào của những người thân đã đợi sẵn. Chiếc quan tài được những thanh niên trẻ phụ khiêng xuống và đặt trong căn nhà. Tiếng khóc sụt sùi bắt đầu vang lên. Tao nhận tiền cước vận chuyển từ người em ruột của người đàn ông xấu số. Nghe ông này nói, tất cả tiền đều được chủ thầu chi trả. Bước ra, tao thấy đứa chị gái đang bồng đứa em của nó trên tay. Thằng em vẫn đang ngủ say. Có lẽ nó đã quá mệt mỏi từ chiều tới giờ. Rồi sắp tới đây, không biết trên đường đời, chị em nó sẽ ra sao khi ba tụi nó đã ra đi mãi mãi. Tao lấy cái lon cà phê trong thùng đá, bật nắp, rồi làm một ngụm cho tỉnh táo. Đốt vội điếu thuốc lá rồi đạp ga. Chiếc xe lao đi trong đêm, nước mắt tao lại rơi. Không biết có phải vì cái khói thuốc lá làm tao cay mắt hay không? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Ký ức một thời ngang dọc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.